nay chúng ta sẽ học bài số 10 là liên kết cộng hóa trị. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về cái liên kết, sự hình thành liên kết cộng hóa trị. Thì ở đây chúng ta có một số cái ví dụ, một số phân tử có liên kết cộng hóa trị như là HCl và O2N2. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu sự hình thành liên kết của HCl trước ha. Vậy thì mình thấy cái liên kết cộng hóa trị là những cái liên kết như thế nào, được hình thành bởi sự góp chung electron giữa những cái nguyên tử. Thì ở đây nó góp 1 thì hình thành nên một cặp liên kết, thì mình sẽ biểu diễn bằng liên kết đơn. Còn góp 2 thì mình nối lại thành 2 liên kết gọi là liên kết đôi. Góp 3 thì mình nối lại thành 3 liên kết gọi là liên kết 3. Thì ở đây mình thấy cái lớp ngoài cùng của H có 1, còn CL là có 7. Như vậy cả hai đều thiếu 1 thì H và CL sẽ góp chung ha. Thì cặp electron góp chung là cặp electron này. Lúc này H nó có cấu trúc bền, có khí hiếm, CL cũng vậy là 8, còn H thì 2 là bền giống heli đó. Helium đó. Như vậy là mình sẽ có cái liên kết được hình thành bằng sự góp chung electron. Ở đây có một cặp ha. Còn hai cái ô thì đều có 6. Như vậy thì mỗi đứa thiếu 2 thì nó sẽ góp mỗi đứa 2. Khi nó góp ra thì 4 electron dùng chung này nằm ở giữa này nè sẽ được dùng chung, và lúc này cấu trúc nó bền giống quy tắc bát tử. Rồi N thì nó có là 5 electron ngoài cùng, như vậy là nó thiếu 3. Vậy thì mỗi N sẽ góp chung là 3 và hình thành nên 6 electron góp chung với chính giữa như thế này. Thì lúc này cấu trúc nó bền giống với lại khí hiếm. Tiếp theo mình tìm hiểu về cách viết công thức Lewis. Thì khi mà mình viết công thức của HClO2N2 dưới dạng chấm 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 như thế này thì mình gọi là công thức electron. Rồi mình biểu diễn cặp electron góp chung bằng những cái liên kết như là liên kết đơn, liên kết đôi, 3 thì là mình gọi là công thức Lewis. Còn công thức cấu tạo là gì? Là mình sẽ rút gọn lại, mình bỏ những cái electron không có chung này luôn. Mình không có ghi luôn ha, mình chỉ ghi những cặp electron góp chung thôi. Đó, thì nó rất là gọn gàng như vậy. Mình gọi là công thức cấu tạo. Mà chỉ đó có liên kết đơn, đôi, ba trong này thôi, không có chấm 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 nữa ha. Không có electron dưới dạng chấm chấm nữa thì mình gọi là công thức cấu tạo. Tiếp theo là mình tìm hiểu phần số 2 là liên kết cho nhận. Thì mình nhìn vào đây mình thấy khi hình thành liên kết H2O thì nó oxy thì oxygen nó có hai cặp electron là của nó, của riêng nó ha, không có gấp chung đó. Thì khi mà gặp H cộng thì O này nó mới cho một cặp ha, O nó cho một cặp electron. O nó cho thôi, H cộng chỉ nhận thôi, thì đứa này cho đứa kia đó, thì mình tạo thành cái liên kết gọi là liên kết cho nhận, có một nguyên tử cho thôi. Đó, như vậy cái liên kết này nè được hình thành là do O cho H ha. O nó hình cho và mình sẽ viết cái mũi tên từ phía anh cho qua phía bên anh nhận, mũi tên như thế này. O cho H, liên kết này là gọi là liên kết cho nhận, biểu diễn bằng cái mũi tên. Tiếp theo mình sang phần số 3 là phân biệt các loại liên kết dựa vào độ ẩm điện. Thì mình sẽ dựa vào cái sự trên là độ ẩm điện, mình biết được cái liên kết đó là nó phân cực như thế nào, phân cực hay là không phân cực. Người ta sẽ cho mình một cái bảng nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có nè cái bảng nè, người ta không thấy cái bảng này, bảng 10.2. thì người ta sẽ dựa vào cái hiệu độ ẩm điện, tức là cái sự trên là độ ẩm điện của hai nguyên tử á. Người ta sẽ, nếu như mà nó nằm trong cái khoảng là lớn hơn 0, lớn bằng 0, nhỏ hơn 0.4 thì. Tiếp theo thì mình có sen phủ trục PP. Sen phủ trục PP, sen phủ ngang như thế này gọi là sen phủ trục nè. Nó nằm trên cái trục ha. Rồi tiếp theo là sen phủ bên. Thì phủ bên này nó song song, nằm song song, hai cái trục nó nằm song song như thế này mình gọi là sen phủ bên. Thì sen phủ bên á, nó sẽ hình thành nên là cái liên kết gì? Hình thành nên cái liên kết bi ha, liên kết bi. Rồi sen phủ trục PP này là hình thành nên liên kết là liên kết sigma. Vậy tóm lại là liên kết sigma đó là được hình thành là do sen phủ trục của hai orbital ha.
hoặc là cái vùng xoang phủ nó nằm trên đường nối tâm của hai nguyên tử. Còn liên kết B là liên kết được hình thành do sự xoang phủ bên của hai orbital và cái vùng xoang phủ nằm hai bên đường nối tâm của hai nguyên tử. Chúng ta tiếp theo là mình tìm hiểu về năng lượng liên kết. Năng lượng liên kết ký hiệu là EB. Thì ở đây mình có người ta đo được những cái năng lượng liên kết của những cái phản ứng nè. Thì là khi mà mình nhìn thấy cái năng lượng liên kết càng lớn thì cái liên kết đó nó lại càng bền ha, liên kết càng bền. Ví dụ như liên kết tạo thành là N2 đó, thì nó sẽ liên kết N2 nó sẽ bền hơn cái liên kết là H2, thì cái năng lượng liên kết nó lớn hơn. Người ta đo đạt cái năng lượng liên kết này bằng cách là người ta tính cái lượng là phá vỡ một mol phân tử khí đó thành ở thể khí, thành các nguyên tử ở thể khí. Người ta đo đạt được dựa vào cái nguyên tắc như thế.